Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Duy Thành. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình Cô bé người cá Ponyo. Ponyo chính là bộ phim hoạt hình tuổi thơ ngọt ngào của mọi cô gái, vì bộ phim thể hiện giấc mơ cổ tích đầy những phép màu kỳ diệu và hoàng tử chính là cậu bạn thân thiết thuở thiếu thời cùng trưởng thành và khôn lớn. Theo dõi hành trình của Ponyo, khán giả như được sống lại với những ký ức đẹp đẽ khi mình còn thơ bé, với những hành động đáng yêu, ngây ngô đầy mộng mơ và niềm vui trong những giấc mơ kỳ lạ. Ponyo, một cô bé cá vàng bị giạt vào bờ và được Suke cứu. Hoàng tử của Ponyo là Suke, là một cậu bé 5 tuổi sống trong một ngôi nhà nhỏ trên vách núi với một người mẹ liều lĩnh, nóng nảy nhưng hết sức nhân hậu. Bố Suke là một thủy thủ, hay đi biển xa và lâu ngày mới về. Sau này, Ponyo hóa thành một cô bé khoảng 5 tuổi, có mái tóc ngắn màu đỏ, luôn tươi cười, hồn nhiên, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Cô bé có bố mang gốc các con người, có mẹ là nữ thần của đại dương và có hàng ngàn chị em nhỏ xíu cũng là cá vàng. Cô bé có bố mang gốc các con người, có mẹ là nữ thần của đại dương và có hàng ngàn chị em nhỏ xíu cũng là cá vàng. Cuộc sống yên bình, giản dị của thành phố cảng nơi Suke sống đã thu hút Ponyo, khiến cô bé rời xa đại dương xanh thẳm. Tuy vậy, điều giữ chân Ponyo ở lại bờ không chỉ là tình cảm cô bé dành cho Suke, mà còn là tất cả những điều đẹp đẽ khác trong thế giới sinh động này, thế giới của những người không có phép màu. Bộ phim không chỉ thu hút người xem bởi hình vẽ, màu sắc dịu dàng và những chi tiết giản dị và vô cùng dễ thương, Ponyo The Lip BTC còn thể hiện thành công tình yêu thương trong sáng, hồn nhiên, chân thành và đáng trân trọng giữa hai đứa trẻ 5 tuổi. Ponyo chỉ có thể hóa thành người thật sự khi nhận được nụ hôn chân thành của Suke. Điều đó nghĩa là Suke phải thành tâm chấp nhận Ponyo dù cô bé là cá hay người, chỉ có như vậy mới cứu được trái đất và cứu được bản thân Ponyo. Và thực sự thì Suke đã làm được nhiều hơn thế. Từ lúc mới vớt được Ponyo, Suke đã quả quyết với mẹ là sẽ bảo vệ Ponyo. Suke còn sẵn sàng chia sẻ phần ăn sáng của mình với Ponyo. Khi cá vàng của mình bị sóng cuốn đi mất, Suke đã lao xuống nước để đuổi theo Ponyo nhưng không được. Cậu bé buồn đến quên ăn, quên ngủ và đã quyết định treo chiếc rô xanh vẫn dùng để mang Ponyo đi khắp nơi, trên hàng rào làm dấu để Ponyo biết đường tìm về. Trong cơn bão, Suke đã gặp lại Ponyo trong hình dáng con người. Cậu bé nhận ra ngay đó là cá vàng mình hằng yêu thích. Nhờ chiếc rô xanh trong tay cô bé, dù hình dáng Ponyo đã thay đổi, Suke vẫn không chất vấn gì về thân thế của Ponyo và sung sướng chào đón cô bé quay về với mình. Hai đứa trẻ cứ tíu tít chơi đùa, chạy nhảy khắp nhà Suke. Cậu bé sẵn sàng hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và trả lời mọi câu hỏi của một Ponyo tò mò. Ponyo nói liên miên và rất hiếu động, nghịch ngợm nên có lúc đã làm Suke không thể tập trung vào công việc. Tuy vậy, cậu vẫn hết sức dịu dàng với cô bé. Suke không nề hà bất cứ việc gì mình có thể làm vì Ponyo, cho dù có phải đi xuống lòng biển với một người lạ không đáng tin. Cậu quả quyết hứa với mẹ Ponyo rằng cháu sẽ luôn yêu quý Ponyo, dù cậu ấy là cá hay là người, hay là có lưng chừng đi nữa. Cho Ponyo quá đỗi giản dị và chân thành. Đặc biệt hơn, đó lại là tình cảm hai đứa trẻ dành cho nhau. Tình cảm trong veo ấy khiến tôi tự hỏi người lớn liệu có thể yêu thương nhau hết mình và chân thành đến như thế không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.